Ngày 23 tháng 7, trong buổi vận động tranh cử tổng thống đầu tiên tại một hội trường ở ngoại ô bang Milwaukee, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã vạch trần sự khác biệt giữa bà và cựu Tổng thống Donald Trump. Trong buổi vận động đầu tiên, Phó Tổng thống bắt đầu xây dựng thông điệp cho chiến dịch tranh cử của mình, một thông điệp với chủ đề ủng hộ tầng lớp trung lưu, tương tự Tổng thống Biden. Chiến dịch này không chỉ là cuộc đấu giữa chúng tôi và Donald Trump, đây là về tầng lớp mà chúng tôi đấu tranh cho họ. Xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu xác định trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, bởi vì đây là điều mà tất cả chúng ta ở Wisconsin đều biết. Khi tầng lớp trung lưu của chúng ta mạnh, thì nước Mỹ sẽ mạnh. Trong bài phát biểu, bà Harris nhấn mạnh sự khác nhau giữa bà và cựu tổng thống Trump và cho rằng ông là người gây ra sự hỗn loạn, sợ hãi và hận thù trong lòng nước Mỹ. Khi còn là tổng trưởng lý của California, tôi đã kiện các ngân hàng lớn ở phố Wall và buộc họ phải chịu trách nhiệm về tội lừa đảo. Donald Trump đang dựa vào sự hỗ trợ từ các tỷ phú và các tập đoàn lớn, đang trao đổi quyền truy cập để đổi lấy sự đóng góp cho chiến dịch. Bà Harris cũng công kích ông Trump về những chính sách kinh tế thất bại trước đây và khẳng định rằng những kế hoạch mang tính cực đoan trong nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ tiếp tục làm suy yếu tầng lớp trung lưu tại Mỹ.